Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 1, trang 42 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau: cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó, A nhỏ, số nào là số nguyên tố, vì sao? B nhỏ, số nào là hợp số, vì sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A người ta hỏi là trong 4 số này thì số nào là số nguyên tố, vì sao? Vậy bây giờ để muốn biết một số là số nguyên tố thì chúng ta phải chỉ ra được số này lớn hơn 1 và số này sẽ có hai ước là 1 và chính nó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xét từng số 1. Số thứ nhất là số 36 này. Ta thấy số 36 này có chữ số tận cùng là 6, như vậy nó chia hết cho 2, đúng chưa? Như vậy ngoài ước là 1 và 36 thì nó còn có ước là 2 nữa. Như vậy nó không phải là số nguyên tố. Tiếp theo số 37 này. Ta thấy số 37 này là số nguyên tố. Tại vì thứ nhất là 37 lớn hơn 1 này. Cái thứ hai là nó chỉ có hai ước là 1 và 37. Như vậy IA ta có số 37 là số nguyên tố. Vì 37 lớn hơn 1 chỉ có hai ước là 1 và 37. Số tiếp theo là số 69. Ta thấy này, 6 cộng với 9 thì bằng 15. 15 chia hết cho 3. Như vậy nó sẽ có một ước nữa là 3. Như vậy số 69 này không phải là số nguyên tố. Tiếp số 75 nè, 75 có tận cùng là 5, như vậy chia hết cho 5. Như vậy nó sẽ có một ước là 5. Vậy thì số 75 này không phải là số nguyên tố. Ý B. Nó có này, số nào là hợp số, vì sao? Vậy bây giờ muốn biết số nào là hợp số thì chúng ta ở IA chúng ta đã loại trừ số 37 là số nguyên tố rồi, đúng không? Chúng ta sẽ xét 3 số còn lại. Xem vào 3 số còn lại này, những số nào có nhiều hơn 2 ước thì số đó chính là hợp số. Bây giờ ta xét số 36 trước. Thế thì 36 này có chữ số tận cùng là 6, như vậy nó sẽ chia hết cho 2. Vậy thì nó sẽ có nhiều hơn 2 ước. Vậy ta có số 36 là hợp số. Vì thứ nhất là 36 lớn hơn 1. Và ngoài hai ước là 1 và 36. Nó còn có ít nhất một ước nữa là 2. Số tiếp theo là số 69. Thế là thế số 69 này có tổng các chữ số chia hết cho 3, đúng không? Như vậy số 69 này ngoài hai ước là 1 và 69 thì nó còn có ít nhất một ước nữa là 3. Vậy số 69 này chính là hợp số. Số 69 là hợp số. Vì 69 lớn hơn 1. Và ngoài hai ước là 1 và 69. Nó còn có ít nhất một ước nữa là 3. Số cuối cùng là số 75. Ta thấy số 75 có chữ số tận cùng là 5, như vậy sẽ chia hết cho 5. Vậy thì số 75 này là hợp số, tại vì nó ngoài ước là 1 và 75 thì nó còn có một ước nữa là số 5. Số 75 là hợp số. Vì 75 lớn hơn 1. Ngoài hai ước là 1 và 75. Nó còn có ít nhất một ước nữa.
Là 5. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em hoàn thành xong bài tập số 1 trang 42 sách giáo khoa toán 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.